Rồi, quay đường Phạm Ngũ Lão hả? Đường Phạm Ngũ Lão, Bùi Mật Thuận. Đầu bên này là giáp với đường Hồng Diệu hả? Điểm đầu là Hồng Diệu, giáp với Hồng Diệu. Điểm cuối là chạy vô trong xã Cư Bua hả? Xã Cư Bua thuộc thành phố Buôn Thuột. Nếu mình tay trái mình là chùa A Dục. Đây ngã tư giáp với Trần Phú nè. Nếu mình tay phải mình là rửa xe Huy Hoàng. Đây đoạn này là giáp với Nguyễn Thị Minh Khai. Để trái là tiếp tục đi đường Phạm Ngũ Lão luôn. Để phải là chạy lên là Nguyễn Thị Minh Khai ha. Phía dưới này cũng buôn bán ha, buôn bán kinh doanh cũng đa ngành nghề. Nhưng mà tay phải mình có chùa này. Suy giảm dân số là giảm sự cạnh tranh về giáo dục ở các khu vực của Nga. Chất lượng đầu vào thì có phần giảm xuống. Gần đây thì ở Nga có xu hướng là bằng lòng với giáo dục trung cấp nghề. Nhà xe Thái Hồng Sơn. Các cơ sở giáo dục đại học. Phía bên tay trái. Đó là những rủi ro về văn hóa và xã hội. Sự sụt giảm dân số dẫn đến cái nhu cầu trong nước trên nhiều lĩnh vực, từ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và nhu cầu bất động sản đều tụt xuống. Đường cũng là đường tỉnh lộ đi đi vô xã E3 ha. Muốn đón cao hơn mức trung bình của thế giới và trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhất thế giới được. Vâng, các chuyên gia cũng phân tích rằng quy mô dân số hiện tại là một bất lợi lớn về mặt kinh tế bởi vì Nga sẽ đây các showroom đây kho ở Pháp ha. Hiện trong tổng số 146 triệu dân, Nga có khoảng 81 triệu người trong độ tuổi lao động và Nga đang nỗ lực để tăng con số đó trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2030. Coi đây là động lực không thể thiếu nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vấn đề là hiện nay các cặp vợ chồng trẻ tại Nga, nhất là những người sinh sau năm 1990, thường có xu hướng sinh con muộn và sinh ít con, ảnh hưởng rất lớn đến mục tiêu tăng trưởng dân số của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết. Từ đây là cũng gọi là Phạm Ngũ Lão nói dài anh em. Đây thuộc xã Cư Bua sao? Phía phải mình là trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh. Phía trái là trụ sở Ủy ban xã Cư Bua. Đây chỗ đây gọi là chợ Châu Sơn. Đoạn này là chợ Châu Sơn. Trước là giáo xứ Châu Sơn. Đây là hậu quả của cuộc khủng hoảng nhân khẩu học những năm 90 do tình trạng nghèo đói, thiếu thốn sau khi Liên Xô sụp đổ. Thứ hai là xu hướng không muốn sinh con. Theo các cuộc thăm dò khác nhau thì gần một nửa số người Nga được hỏi từ chối sinh con và lý do phổ biến nhất là vấn đề về kinh tế. Một phần là do thu nhập hộ gia đình ở Nga sụt giảm trong thời gian dài và thiếu cái triển vọng hoặc thậm chí là phục hồi như năm 2013. Thứ ba, yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ sinh đó là xu hướng sinh con muộn và trì hoãn việc sinh con đầu lòng. Tuổi sinh con đầu lòng ở các bà mẹ Nga hiện nay là từ độ tuổi 25 đến 34. Điều này làm giảm khả năng sinh con thứ hai, thứ ba. Một trong lý do khác nữa là đại dịch Covid-19 khiến nhiều người ngại sinh con bởi các rủi ro đang hiện hữu.
điểm dốc dưới vùng Bình, đường Vành Đai ha, điểm cuối là dốc đường Vành Đai, vùng Bình Vành Đai, còn chạy thẳng nữa là mình chưa biết đường gì ha, chưa có tên đường luôn. Rồi tối đèn xanh đường đỏ, dốc dưới vùng Bình, vùng Bình ngã tư đường Vành Đai. Rẽ phải là đi Gia Lai ha, rẽ trái là đi Sài Gòn, rẽ thẳng là đi xã E3 thì mình đôi rồi có xúc.